Địch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi tháng 10 năm 2018 dương lịch, con giáp có quý nhân phù trợ, mưu sự tất thành. Có quý nhân phù trợ dù gặp nguy nan vẫn được cứu giúp. Cùng Địch Nghề Tốt xem tử vi tháng 10 dương lịch để biết ai là con giáp may mắn ấy nhé. Tuổi Sửu, trong tháng này tuổi Sửu vượng vận quý nhân nên con đường công danh sự nghiệp vô cùng rộng mở. Tử vi tháng 10 năm 2018 cho thấy có nhiều khả năng bản mệnh sẽ được cấp trên quan tâm ưu ái, có ý định cất nhắc. Cơ hội thăng quan tiến chức đến rất gần, bản mệnh hãy cố gắng phát huy năng lực của mình cho tốt, đừng để những chuyện ngoài lề ảnh hưởng đến công việc của mình, tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao, chắc chắn ông trời cũng sẽ chẳng phụ lòng người. Tuổi Hợi, xem tử vi khoa học, người tuổi Hợi không còn buồn phiền vì chuyện tình cảm nữa, đó cũng là nhờ có quý nhân che chở cho con đường tình duyên của bản mệnh. Các cặp đôi vừa qua được giai đoạn khó khăn nhất, tình cảm cũng dần ổn định hơn. Bỏ qua những hiểu lầm không đáng có, cũng hạ bớt cái tôi của mình xuống, chuyện tình yêu tự nhiên sẽ trở nên êm đềm, bạn và người ấy có những phút giây bình yên bên nhau, chẳng cần nói chuyện nhiều cũng có thể tự hiểu rằng trong lòng có nhau. Người độc thân đào hoa cực vượng, quý nhân chỉ đường dẫn lối cho tìm thấy người mình yêu, thậm chí bản mệnh còn có nhiều người giới thiệu đối tượng, mai mối yêu đương nữa. Tình cảm không thể cưỡng cầu, nhưng khi gặp đúng người, đúng duyên phận thì chẳng có gì ngăn cản được. Tình yêu đến vào lúc này thật đúng là thỏa nguyện, tâm trạng của tuổi Hợi cũng tốt lên không ít. Tuổi Mão, xem tử vi tháng 10 dương lịch, người tuổi Mão đón nhiều tin vui về đường tài lộc. Tất cả là nhờ con giáp này được quý nhân đoái thương mà tạo cho cơ hội kiếm tiền, giải quyết những lo lắng, phiền muộn bấy lâu nay. Thu nhập của con giáp này tăng lên rõ rệt, nhưng cũng không phải là thu nhập từ công việc chính mà chủ yếu đến từ công việc phụ. Quý nhân sẽ giúp cho bản mệnh nhìn thấy cơ hội mà không phải ai cũng đủ tinh tế và nhạy bén thấy được. Đặc biệt trong tháng này, tài vận của người kinh doanh cực kỳ tốt. Nếu đã có cơ hội thì bằng giá nào cũng phải tiến hành, đừng để cho những yếu tố khách quan khiến cho cơ hội vụt mất quá tay. Tài lộc cũng tan biến, lúc đó có hối hận thì cũng quá muộn màng. Ngoài ra trong tháng, điềm báo phát tài còn xuất hiện ở việc đầu tư, nhất là với những dự án bất động sản. Tuy nhiên các dự án này còn đòi hỏi một khoản tiền lớn mà không phải ai cũng có được. Khả năng thành công cao nhưng dù sao cũng có phần mạo hiểm, thế nên tuổi Mão cần phải suy nghĩ kỹ càng, biết rõ điểm dừng, kẻo tiền tiến nhanh thì đi cũng nhanh không kém. Tuổi Tý, tử vi tháng của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý trong tháng 10 dương lịch có quý nhân trợ mệnh. Con đường công danh sự nghiệp nhờ thế mà tiến triển hanh thông, không gặp phải trở ngại gì quá lớn. Tuy trong tháng có cả điềm báo tiểu nhân ám hại, nhưng may nhờ có quý nhân luôn ở bên bảo trợ nên không có gì đáng ngại. Chỉ cần bản mệnh vững tin vào bản thân, vào những mục tiêu đã đề ra thì khó khăn cũng có thể vượt qua được. Con giáp này nên học cách duy trì các mối quan hệ xã giao cho tốt, có nhiều chuyện cần đến mạng lưới quan hệ mới có thể suôn sẻ thuận lợi. Có thể quý nhân chính là một trong những người mà bạn kết thân trong khoảng thời gian này. Bản mệnh cần học cách đối đãi chân tình, không vụ lợi với người khác, đừng vội nghĩ người này người kia có lợi cho mình, sau này mà mới bỏ thời gian công sức, không ai đoán định được những chuyện tương lai có thể xảy ra theo hướng như thế nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.